vào đến Huế đi ăn theo review TikTok cái quán bún hến gì sau trường đại học gì ý, để check xem ok không em nhá. Vào đến đây thấy nghi nghi rồi anh em ạ, quán gì đông xe thế, không phải mỗi đông xe đâu, người nghịt 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 luôn ấy. Ra chỗ làm đồ ăn này book luôn 2 bát bún hến, tự phục vụ nhá. Hình như món gì liên quan đến hến thì phải trộn thật đều lên mới ăn được anh em ạ. Xin mời nhé. Quán này đông thật, vừa ngồi ăn vừa phải né người đi lại cơ mà. Ăn mặn đái khai nhưng mà đẻ con trai, thấy mịn mắm cho đậm vị anh em ạ. Nói thật là ăn rồi nhưng mà không biết là trong này nó có những gì cơ. Ăn tưởng sinh viên đói, ăn 3 tô mới no quá. Đấy, có một cô bên cạnh hỏi là ăn bao nhiêu tô mới no. Mình bảo 3 tô mới no được. Nó chỉ thay cơm bằng bún thôi nhưng mà tôi thấy ngon hơn nhá. Không phải bún ngon hơn cái cơm như kiểu lúc nãy đấy anh ấy. Anh em nghe được giọng ông em tôi không? Giọng Cao Bằng đặc xịt luôn. Có lạc này, có bì giòn này, xong có mấy thứ nữa trộn trộn nên ăn đã thật. À, trong Huế nhiều rau má nhá, đúng món sở trường luôn. Đây là thơm ngon bộ rẻ, bạn đam mê. Qua lang thang này xong rồi, có bạn gì ở Huế, bạn ấy cũng review. Thế là con chạy ở đây ăn ngon. Thơm ngon bộ rẻ. Ồ, đấy, thân thiện vậy. Nhưng mà đồ ăn Huế đúng rẻ thật. Khó tìm món nào nó có giá trên 20.000 lắm anh em ạ. Toàn 15-20.000 thôi. Lần sau vào Huế chắc chắn quay lại quán này.